sẽ bước với con, cho con nụ cười lời trên môi. Chúa sẽ bước với con cho hành trình đời người tôi đơn côi. Chúa đã sẽ bước với con. Kính thưa quý vị khán thính giả Tin Vui Media, hôm nay Ngọc Triều lại có hân hạnh nói chuyện với hai vị linh mục mà thuộc những dòng mà mang lời Chúa đi đến cho mọi người. Ngày thứ nhất chúng tôi muốn giới thiệu một khuôn mặt quen thuộc, nổi tiếng khắp Đài Loan. Đó là cha Nguyễn Hùng Cường, dòng Madilo. Cha đang hiện diện ở đây, còn ngồi bên cạnh Ngọc Triều với mái tóc phong sương của cha. Cha tây chính là Nguyễn Quang thuộc dòng Ngôi Lời. Nhưng mà khi viết văn thì cha lại dùng cái bút hiệu nghe rất là nổi chứ cha. Nguyễn Trung Tây. Con xin kính chào hai cha. Xin kính chào anh Ngọc Triệu. Vâng, thưa hai cha, như vậy thì hôm nay xuất hiện ở Tin Vui Media, phải chăng các cha đi kiếm con chiên lạc hay là có một cái sứ vụ gì mới đây thưa hai cha? Chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả mọi người nhóm của chúng tôi tên là nhóm Cây Mắm. Một cái tên rất là lạ lùng phải không anh? Dạ vâng. Cho nên là muốn giới thiệu đến tất cả quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là quý vị khán thính giả của Tin Vui Media thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cha. Trước khi tìm hiểu cây mắm là gì thì bây giờ con cũng xin mời cha có đôi lời ngỏ với lại khán thính giả của chúng con. Mời cha. Kính thưa quý vị khán thính giả, cái nhóm Cây Mắm là một cái nhóm của chúng tôi sinh hoạt gồm có hai vị linh mục Nguyễn Hồng Cường và tôi. Tôi Nguyên Thủy là dòng truyền giáo Ngôi Lời và tôi học chuyên về Kinh Thánh. Khi mà mình học về Kinh Thánh thì tôi mới nhận ra một điều là Đức Giê-xu là một người Do Thái. Ngài sinh ra và Ngài sinh hoạt tại vùng đất Do Thái và Ngài chết đi như một người Do Thái. Và Tin Vui viết trong, hay là Tin Mừng viết trong bối cảnh văn hóa của người Do Thái. Đó là lý do chúng ta thấy tại sao Đức Giê-xu nói ta là bánh mì hàng sống. Bởi vì người Do Thái họ ăn bánh mì chứ không ăn cơm như người Việt Nam. Và Đức Giê-xu cũng dùng cái hình ảnh thầy là cây nho. Tại vì đương nhiên cây nho là một trong những món đặc trưng của người Do Thái. Tin Mừng trong ý nghĩa đó đã được bối cảnh hóa trong bối cảnh văn hóa của Do Thái. Và rồi sau đó tôi có được, sau khi dạy học tại Đại học Truyền giáo Ngôi Lời, tôi được gửi sang bên Úc Châu. Tôi dạy học tại trường Đại học Thần học Yara Theological Union. Và rồi sau đó tôi có vô sinh hoạt với thổ dân trong vùng sa mạc 4 năm. Và nơi đó một lần nữa thì tôi mới nhận ra một điều là người thổ dân họ đã có một nền thần học riêng của họ, một nền văn hóa riêng của họ. Họ cũng có Tin Vui của họ, được nhận qua ông trời của họ và những cái niềm tin của họ. Và trong truyền giáo, trong Kinh Thánh thì chúng ta biết truyền giáo là không phải chỉ là đi tới những thành phố và truyền giáo, mà có một mô hình truyền giáo khác nữa là khi Đức Giê-xu gặp gỡ ông Gioan thì ông Gioan tiền hô giới thiệu ngay Đức Giê-xu tới mọi người lúc vào trong sa mạc là đây là Chiên Thiên Chúa. Thế mà một là cái mô hình là giới thiệu cho mọi người, giúp cho mọi người trên thế giới nhận ra là Thiên Chúa đã hiện diện ngay ra giữa trong từng cái bối cảnh của văn hóa. Thì sinh hoạt trong sa mạc một thời gian tôi nhận ra, và đương nhiên là do giáo hội cũng dạy dỗ chúng ta, là thật sự ra đặc biệt trong công đồng Vatican II, giáo hội dạy dỗ chúng ta là Thiên Chúa đã hiện diện ở khắp nơi. Thiên Chúa bây giờ những nhà truyền giáo như tôi và cha Cường sẽ tới Đài Loan và tới những vùng đất mới để giúp cho người dân ở vùng đất đó nhận ra Thiên Chúa đã xuất hiện, đã sinh hoạt và đồng hành với người dân trong cái bối cảnh văn hóa riêng của họ. Và rồi bởi như thế, cuối cùng nhà dòng sai tôi đi sang, gửi tôi sang bên Philippines để học về tiến sĩ ngành truyền giáo học. Thì khi mà tôi học thì tôi bắt đầu mới nhận ra những cái điều gì mà mình đã từng sinh hoạt, thời mình sinh hoạt ở trong vùng đất của thổ dân. Cái điều mà mình suy tư, mình thắc mắc về cái thần học bối cảnh. Rồi mình cũng từ cái bối cảnh mình là người Việt Nam nữa, thì mình nhận ra là Đức Giê-xu
đã xuất hiện trong từng trong nền văn hóa riêng biệt. Cuối cùng khi mà tôi về Mỹ trong vòng một thời gian thì tôi với Trạch Cường đã từng sinh hoạt với nhau trong một thời gian khá dài, cả hai mới quyết định lấy tên nhóm là nhóm Cây Mắm trong một cái bối cảnh của văn hóa Việt Nam. Vậy. Cảm ơn cha. Như vậy thì qua cái sự chia sẻ của cha, con hình thành được cái lý do tại sao hai cha gặp được nhau và tìm được nhau trong cái môi trường này. Thì như vậy phải chăng từ cái suy nghĩ đó, từ ý nghĩ đó mà cha nghiền cấm cho Tần Học nó ra cái chữ cây mắm? Thì chúng con là người thường, chúng con mới tìm hiểu nó cây mắm nó là cây gì. Bởi vì về thức ăn thì chúng ta có nước mắm nhĩ, phải không ạ? Vâng. Rồi các món mắm rất là hấp dẫn của Việt Nam chúng ta, trong nó là một cái gia vị khó thể thiếu được và làm cho cái mùi vị của thức ăn Việt Nam của mình dậy mùi và ăn ngon hơn. Thì không biết là giữa cái ý niệm Thần Học là Chúa Giêsu là bắt đầu, cũng như là cái ý niệm cái cây mắm, thì cái cây mắm này nó xuất hiện ở đâu thưa cha? Thưa anh, cái chữ cây mắm là nguyên thủy nó lấy từ câu chuyện của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Ông ấy viết một cái câu chuyện ngắn ở rừng mắm, và theo như Bình Nguyên Lộc, đất phù sa của đồng bằng sông Cửu Long sẽ không bao giờ trở thành đất ngọt để chúng ta có một cái đồng bằng trồng cái lúa hay là cây mít hay là trái xoài ngọt cho người Việt Nam. Nếu mà đất phù sa không bao giờ từ từ trở thành đất ngọt, mà để mà đất phù sa trở thành đất ngọt thì phải có cây mắm. Cây mắm là cái cây mà duy nhất mọc được trên đất bùn phù sa. Và sau khi cây mắm thì nó mọc rễ mà nó bám giữ cho cái đất bùn từ từ khô và cứng lại. Rồi sau khi cây mắm chết đi thì có cây đước mọc lên. Rồi sau khi cây đước chúng ta có rừng tràm, cây tràm. Rồi bắt đầu từ khi mà cây tràm mọc lên thì đất dần dần thuần hóa. Thì khi đó chúng ta có những cái trái cây ngọt cho người Việt Nam. Và trong cái thần học của bối cảnh thì nhóm tôi và Linh Mục Nguyễn Hồng Cường nói là suy nghĩ và đặt suy tư là trong cái bối cảnh thần học của Việt Nam thì chúng ta biết Đức Giêsu ngày sinh xuống làm người, và bởi vì Đức Giêsu chết đi trên cái đánh giá cho nên đất tội lỗi hay là lòng của con người hướng về tội lỗi, thì sau khi mà Đức Giêsu chết trên cái đánh giá, Ngài đã thay đổi cái đất của tội lỗi, Ngài làm cho cái đất phù sa trở thành đất phục sinh. Và từ cái phục sinh của Đức Giêsu, trái đất bắt đầu biến chuyển thành một vùng đất mới, vùng đất phục sinh. Thì trong ý nghĩa đó chúng tôi lấy tên là nhóm cây mắm. Còn với cha cảm nhận của cái chữ cây mắm là sao cha? Thưa anh Ngọc Triệu, thì anh em cũng có trao đổi với nhau xem là cái tên gì nó thích hợp với nhóm và với cái viễn ảnh của nhóm. Cũng như là cái mục đích của nhóm. Cho nên là cuối cùng hai anh em quyết định lấy cái tên cây mắm. Bởi vì lý do rất đơn giản, như cha Nguyễn Trung Tây vừa trình bày, có nghĩa là cây mắm là cái hình ảnh mà chúng ta thấy nó sinh ra để mà công việc, chỉ có một công việc là giữ đất, bám lấy đất. Và nó giữ đấy từ nó sống được với cái nước mặn, giữ đất để cải tạo cái đất sinh thái, đã cải tạo dần dần tốt hơn để cho những thứ khác, loại khác có thể sinh sống được. Cũng như Đức Kitô đã chết đi cho tội lỗi chúng ta, để chúng ta có thể trở về với Ngài, trở về với tình trạng nguyên thủy đầu tiên của chúng ta khi chúng ta được dựng lên ở trong vườn địa đàng. Chính Thiên Chúa đã chết cho chúng ta để cho chúng ta có cái niềm tin phục sinh và sống trên sự chết và sống lại của Ngài. Cũng như là qua bí tích, nếu mà nhìn một cách khác thì qua bí tích mình ở máu Thánh Chúa thì cũng là Chúa chết đi và để lại mình ở máu Thánh Chúa để nuôi dưỡng chúng ta, để chúng ta sống lên trong đức tin, liên hệ mật thiết với Chúa hơn. Chắc lẽ anh cũng có lẽ anh cũng như là nhiều người thấy có một cái câu người ta nói là mắm trước nước sau, chàm tiếp theo, chàm tiếp sau, và câu thứ sau nữa là sau hàng dừa nước mái nhà ai.
Tức nhiên là sự sống và xã hội hình thành từ đầu tiên phải từ từ cái cây mắm rồi nó dần rồi mới có sự sống con người có thể sống trên cái vùng đất mặn và trở thành nước ngọt như vậy. Dạ vâng, cảm ơn anh cha. Cây mắm là một cái cây sinh vật trong thiên nhiên để có cái sự khởi đầu của cái vùng đất phù sa màu mỡ, thì ý nghĩa của các cha nó lại mang ý nghĩa khác về tín lý của chúng ta, đúng đạo giáo của chúng ta. Chúa Giêsu chính là đấng khởi đầu. Dạ vâng. Vâng, như vậy thì với cái sứ vụ và với ý nghĩa đó thì nhóm con nghĩ không phải là chỉ hai cha phải không ạ? Và mình đã sinh hoạt được khoảng bao nhiêu lâu rồi thưa anh cha? Thưa anh, thực sự ngay từ đầu hai anh em sau khi tôi chịu chức linh mục làm ở Đài Loan một thời gian, dạ vâng, thì nhà dòng gọi về để làm trợ ơn Thiên Triệu. Thì lúc bây giờ cha Quang cũng vừa chịu chức linh mục. Cho nên là một số nơi có mời hai anh em đi giảng phòng. Dạ vâng. Nhưng mà chúng tôi đề nghị với cha xứ ở cái nơi mà mời chúng tôi đó là có thể hai anh em đi cùng với nhau được không? Và lúc bây giờ hình thành cái phong thái mới, cái cách mới để trình bày cái đề tài tĩnh tâm với cộng đoàn. Theo cái phương thức mới như thế, cha Trung Tây sẽ nói, chia sẻ, và đặc biệt tôi thì sẽ thêm vào những cái câu chuyện sống động, cũng như là dùng cái tiếng hát của mình để mà đem cái ý nghĩa nó tăng thêm nữa. Cho nên là hai anh em thấy cái mô thức đó thực sự đã được đón nhận nhiều. Nhưng mà rất tiếc là tại vì sau này thì hai anh em phải đi làm cái công việc của nhà dòng, bài sai của nhà dòng. Cha Nguyễn Trung Tây như ngài nói lúc ban đầu là đi sang bên Úc làm việc dạy học, rồi sau đó thì đi làm việc với việc thổ dân, sau này lại được gửi đi tiếp tục học để lấy bằng tiến sĩ ở bên Philippines. Riêng tôi thì sau khi làm việc ở Mỹ này 4-5 năm thì tôi lại trở về bên Đài Loan làm việc với một giáo xứ của người Việt Nam. Và đồng thời đấy, như nói về bối cảnh, thì bỗng tự nhiên cái nhu cầu cần thiết lúc bây giờ để mà làm việc cho người Việt Nam, bởi vì họ nếu mà nói như là không có ai chăm sóc, tại vì cái ngôn ngữ bất đồng. Cho nên là anh em chúng tôi đã mở cái văn phòng di dân giúp đỡ cho công nhân cũng như là cô giáo Việt Nam ở đó. Dạ, dạ vâng. Anh cha nói như vậy qua sự trình bày thì con hiểu được là cái cây mắm nó đã có khởi sự từ lâu lắm rồi. Nhưng mà vì cái sứ vụ của mỗi một người, thành ra bây giờ nó mới lại trở lại. Trở lại thì bây giờ con tạm dùng cái danh từ kiếm hiệp một chút. Xong kiếm hợp. Dạ rồi. Không, dạ. Dạ rồi. Thế thì cha cho một cái ví dụ đi. Thí dụ cũng một cái đề tài đó, thay vì trình bày theo cái mô thức bình thường, bây giờ là một cái mô thức mới, thì con có biết đề tài các cha là đã trình bày cho con một cái ví dụ và mọi người một cái thí dụ. Vâng, thí dụ chẳng hạn như là mùa vọng và mùa chay vừa rồi, nhóm cây mắm được mời sang bên Atlanta, Orlando của Florida nữa. Và gần nhất là mùa chay được mời sang một giáo xứ của Ngôi Lời tại Cincinnati. Và anh em trình bày chủ đề về truyền giáo trong ngày hôm nay trong tâm tình của mùa vọng và mùa chay. Và thì trong khi mà cái mô hình của một ngày sinh hoạt của nhóm cây mắm, khi mà thật sự gọi là giảng thuyết thì chắc mình cũng không có giảng thuyết nhiều, chia sẻ thì nhiều hơn. Tôi sẽ chia sẻ về đề tài sinh hoạt mục vụ của tôi tại vùng sa mạc với thổ dân. Và có một số lúc tôi cũng nhắc về những lần mà tôi sang bên Đài Loan, tôi phỏng vấn cha Hùng Cường về vấn đề cô dâu và công nhân, một cái mục vụ truyền giáo của cha Cường ở bên đó. Và cha Cường thì ngài lại chia sẻ về những cái đề tài của truyền giáo của ngài, những cái khó khăn, những cái vấn đề của thực tại của truyền giáo ngày hôm nay, những cái băn khoăn của những nhà truyền giáo như cha Cường và tôi trong cái bối cảnh của ngày hôm nay. Thì đó là những đề tài mà chúng tôi trình bày. Rồi tôi có những lúc tôi dừng lại và cha Cường hát, có những lúc tôi cũng hát ké với cha Cường, cả hai anh em cùng hát. Tất nhiên là làm việc chung với nhau, như quý ông bà và anh chị em thấy, nó đòi hỏi cái sự có cái tinh thần làm việc chung. Nó đòi hỏi sự hiểu biết giữa hai người, thông cảm giữa hai người. Nó đòi hỏi và đồng thời nhận ra cái tài năng riêng biệt mà Chúa ban cho hai người để có thể làm việc chung với nhau được. Cho nên là dĩ nhiên là
khi trình bày về đề tài nào đó, hay là cha xứ nhờ trình bày về đề tài đó, thì dĩ nhiên là phải nói về thần học, về những lý thuyết, nhưng mà đồng thời thì luôn luôn có gì, có cái kinh nghiệm ấy đến từ bản thân, không thực đến tế. Từ ai. Dạ vâng, đến từ bản thân để chia sẻ những cái thực tế thực sự với quý ông bà chị em cộng đoàn mà chúng tôi đến chia sẻ. Cho nên là nó có cái gì more personal hơn, gần gũi, dạ, gần với gũi hơn với cái đời thường. Cho nên cái đời thường mà quý vị và ông bà chị em đôi khi cũng gặp phải những cái khó khăn mà không biết giải quyết thế nào. Nếu mà Đức Kitô hiện diện ở nơi đây, Ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ nói gì? Ngài sẽ giải quyết vấn đề như thế nào? Đấy là những câu hỏi mà mỗi người chúng ta đều phải hỏi, chứ không phải chỉ có riêng anh em chúng tôi. Hay quá. Thì kính thưa quý vị khán giả, hy vọng là với cái hình thức này, nhu cầu của một hội đoàn như cha dạ, cho vâng. biết, nhu cầu của một giáo xứ, hay là ngay cả nhu cầu của một nhà dòng dạ, vâng. cần đến, thì đây cũng là một mô thức để giới thiệu. Dạ, vâng. Cũng Chúa Giêsu đó, cũng thần học đó, nhưng mà bây giờ được triển khai ở một cái hình thức khác dạ, vâng. để chúng ta có thể tiếp cận hơn. Dạ, vâng. Nó rõ rệt nét hơn khi vào trong cuộc sống của đời thường. Con nghe thấy là thấy thích rồi đấy cha. Dạ vâng. Nhất là có những bài hát minh họa của cha đấy. Dạ vâng. Một chút về Đài Loan thì cha Hùng Cường. Dạ. Khi cha đi như vậy thì con chiên, đàn chiên của cha ở Đài Loan ai chăm sóc? Thực sự đó là lúc cuối cùng cái ngày trước khi ra đi là cái sức khỏe nó xuống lắm rồi anh. Ồ vậy. Lúc bây giờ đôi khi... Cha bị Covid không ạ? Không, cái thời gian ở bên Đài Loan trước khi về đây thì cho nên là phải trở lại nhà dòng, ra lệnh là tôi phải trở lại bên Mỹ để chăm sóc cái sức khỏe cho mình. Nhưng mà rất may là lúc bây giờ thì cũng vừa lúc cha Hùng, cha Nguyễn Văn Hùng thuộc dòng Columban, ngài học ở bên Úc vừa xong, cho nên là ngài trở lại để mà trở lại với công việc ngày xưa ngài đã làm. Trên nhà văn phòng ấy có hai cha Nguyễn Văn Hùng và tôi là phó. Khi ngài đi rồi thì tôi một mình tôi lo cái việc đó trong hơn 2 năm trời. Cho nên là Chúa sắp xếp anh ạ. Cho nên là cha Hùng trở lại và lãnh nhận cái nhiệm vụ đó, tôi trả lại đây rồi đi lọc máu. Rồi sau khi lọc máu thì Chúa lại ban cho trái thận ghép thận. Dạ vâng, trái thận mới. Trái thận mới thì như anh vừa nhắc đến Covid thì tôi là một trong những người đầu tiên bị Covid. Nhưng mà ngay trong cái thời gian đó thực sự là thì nhà dòng sau khi được nhận được trái thận mới thì nhà dòng đã có cái bài sai cho tôi trở lại bên Đài Loan. Nhưng mà không thực hiện được vì Covid, và hiện tại cũng không thực hiện được tại vì nước Đài Loan rất là kỹ về Covid và không có cho visa cho tôn giáo. Cho nên là chính vì lý do đó mà tôi ở lại đây và làm việc. Nhà dòng lại nói thôi không đi được thì ở lại đây làm việc tìm kiếm ơn gọi cho nhà dòng anh ạ. Hình như là Chúa luôn luôn đặt để cho mình một cái chỗ để mình làm việc, phải không? Dạ vâng, đúng vậy anh. Không có việc này, có việc khác. Cảm ơn cha đã cho biết cái sứ vụ của cha vẫn dạ. được tiếp tục. Và tiện thể hỏi thăm sức khỏe của cha bây giờ nha. Được 80, 90 chưa cha? Chắc có lẽ... Hồi phục 70, 80. 70 thôi. Tại vì hôm trước dạ. con thấy cha xuất hiện ở trên cái chương trình cái gì của anh Nguyên Kha đó. Tự nhiên con quên mất cái tên à. Chân tìm về chân điển Mỹ con, thì thấy cái sức khỏe còn hơi yếu. Bây giờ thì nó on off lắm anh. On off. Đôi khi sức khỏe khỏe khoắn cho nên là từng ngày anh ạ. Cho nên Chúa từng ngày, Chúa ban cho ngày nào vui thì mình vui. Nhưng mà luôn luôn đến niềm vui, dù rằng là mệt mỏi hay gì mình cũng phải mang cái niềm vui này khác, những cái mà mình có thể chọn được. Dạ, cái điều này thì không, mình không phủ nhận được. Còn Đinh cha, khi mà cái kỷ niệm nào đặc biệt nhất cho khi chống với thổ dân Úc dạ? Rủ cha đi săn không nhỉ? Vâng, thưa anh và thưa quý vị, một trong những cái kinh nghiệm mà tôi nhớ nhiều nhất và tôi hay chia sẻ với mọi người là sau khi tôi đã hoàn thành sứ mạng tại vùng sa mạc thì khi mà quay lại về thành phố ở Sydney thì có rất là nhiều người họ hỏi tôi là cha đã rửa tội được cho bao nhiêu người, cha đã hoán cải được bao nhiêu người, how many people did you convert? Và cuối cùng tôi suy nghĩ và tôi trả lời, tôi nghĩ là tôi không biết là ai là người được ơn hoán cải. Tôi nghĩ tôi mới là người được ơn hoán cải. Bởi vì trước khi tôi vô sa mạc, tôi vẫn nghĩ mình là một người mang văn hóa mới tới cho người thổ dân. Và tôi không để ý người thổ dân là họ là người du mục. Và trong khi đó mình là người thành phố.
Cho nên trong cái tâm tình tôi nghĩ tôi mang cái điều đó vào, và tôi nghĩ rằng là người thổ dân cũng phải biết điều đó. Cho nên mình ngồi trong văn phòng của giáo xứ một thời gian rất là dài, mà mình không thấy có ai ghé vào để mà xin phép làm phép rửa tội cho con cái, hay là làm phép cử hành nghi thức đám cưới, cũng không thấy gì hết. Tôi có nghĩ rằng là không biết mình có nói gì tầm bậy hay là làm buồn phiền người thổ dân hay không. Tại vì nhiều khi mình cũng vui miệng đấy. Dạ vậy. Nhưng mà về sau tạ ơn Chúa, Thánh Linh, Ngài hướng dẫn, Ngài mở đầu tôi ra, tôi mới chợt nhớ ra là mình đang làm việc với một nền văn hóa khác. Nền văn hóa này là văn hóa du mục. Người thổ dân họ là du mục, không phải là chỉ trong ngày hôm nay, mà họ đã là dân du mục, thưa quý vị, là hơn 40.000 năm rồi. Họ cứ đi tới vùng đất này, tiêu thụ tất cả những cái lương thực, kangaroo, cá, mú, tất cả những trái cây rừng mà Thiên Chúa của văn hóa họ đã tặng ban cho họ. Và sau khi họ tiêu thụ hết lương thực, họ lại đi sang những vùng khác. Và họ sinh hoạt như vậy là 40.000 năm rồi. Đó là cái cách của họ sinh hoạt. Và tôi thì tôi đến thì tôi nghĩ rằng là người ta phải tới với tôi. Họ không tới. Và rồi cuối cùng, tạ ơn Chúa, Chúa Thánh Linh, Ngài khai mở tâm hồn tôi. Và tôi biết là tôi phải rời bỏ vùng đất an toàn. Tôi phải rời bỏ cái giáo xứ của mình để làm chi? Bắt chước Đức Giê-xu. Tôi đi vào trong vùng sa mạc rộng thanh thang. Và bắt đầu từ đó, cuộc sống tôi nó thay đổi. Tôi gặp gỡ rất là nhiều người thổ dân. Con chiên của mình ngồi dưới gốc cây. Và khi họ thấy tôi tới, thì họ vẫy tay. Thì tôi đạp xe lại, thắng dừng lại. Và tôi ngồi dưới gốc cây, dưới với người thổ dân. Và bắt đầu họ mới nói, thưa cha, con xin cha cho con xưng tội ngay dưới gốc cây, rồi dưới gốc cây xin rửa tội con cho con họ, và rồi cũng thánh lễ nữa. Và rồi cái đời sống như vậy nó trở thành một phần đời sống của tôi. Tôi rất là rộn ràng, tôi sử dụng chữ rộn ràng, một vụ rộn ràng trong sa mạc, bởi vì tôi đi theo người thổ dân. Và điều đó nó làm cho tôi thay đổi. Khi tôi về thì tôi nghĩ tôi mới là người được ơn hoán cải. Nhận ra một điều, khi mà mình vô trong vùng sa mạc, mình phải có khả năng giống như ngôi lời, Ngài là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài hoàn toàn làm trống rỗng mình, trở thành như mọi người, và chiếc sinh cái đánh giá. Đó là một điều gây cái dấu ấn cho tôi. Đó là sự thật. Từ những khi mà tôi nhận ra điều đó, thì người tôi nó vui hơn, và sinh hoạt với thổ dân, tự nhiên mình hạnh phúc hơn. Chắc thường Ngài biết tôi, khoảng cứ 30 năm, 20 năm về trước, tôi khó tánh, mặt mày khó giống như phù gia chưa. Chỉ chơi được với Gia Cường thôi. Nhưng mà qua những khi mà giáo hội có dạy, giáo hội phải có khả năng nhận được cái sự truyền giáo từ những người mà mình đang truyền giáo, là trong tông huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Cuối cùng khi mà tôi học ở bên Philippines, tôi mới nhận ra một điều, đó là điều mà tôi và các nhà truyền giáo khác, khi mà vô sa mạc, mình khiêm nhường như Đức Giê-xu, mình phục vụ, và chính mình mới là người lãnh nhận được cái ơn truyền giáo từ những người mình đang phục vụ. Hay quá, một cái cảm nhận sâu sắc không ạ? Dạ vâng. Hay quá. Thì cha như vậy thì xứ nói đến Úc Châu là mình nhớ đến con kangaroo, nó có làm phiền cha không cha? Không thưa anh, kangaroo nó hiền lắm anh, rất là hiền. Và kangaroo là một trong những lương thực chính của người thổ dân. Kangaroo đã nuôi sống người thổ dân cả hơn 40.000 năm. Dạ vậy. Thì kangaroo nó hiền, trừ khi mà mùa khi mà mùa nó mating, nghĩa là sinh sản á, thì cẩn thận thì lúc đấy thì nó hung dữ hơn, hung dữ một chút xíu. Còn căn bản khi mà gặp kangaroo gặp mình, hắn né đấy trốn đi mất. Nó có giống như là một con chó nhà của mình không cha? Không thưa anh, không, nó là thú hoang. Thế có nhiều người có hỏi tôi là thịt kangaroo ngon không, thì thịt kangaroo ngon hơn thịt bò. Tại vì thịt cũng giống như thịt bò và không có mỡ, và cái mùi không có mùi hôi giống như mùi của thịt bò. Hỏi lát léo hơn chút xíu, có phở kangaroo chưa? Phở có. Có rồi. Và bên Úc Châu có phở kangaroo. Hỏi vui mà có thôi chứ. Hay quá. Như vậy thì thưa quý vị khán giả, cái sinh hoạt mục vụ từ cha Hùng Cường là giúp đỡ cho những công nhân Việt Nam chịu những cảnh khốn khó. Dạ vâng. Nó là một cái không phải là một nơi thiên nhiên hoang dã, nhưng mà là chính là cái nơi đông người mà khó chịu, không? Thành ra cha đã làm được công chuyện đó. Còn cha thì cha làm quen với thổ dân rất là hay. Thì khi họ vào trong đó thì họ đi săn nhiều hơn hay là họ trồng trọt nhiều hơn thì cha? Thì nếu mà họ là những cái người mà
họ không có trồng trọt anh. Yeah. Trồng trọt là mình là người thành phố. Là, yeah. Còn họ họ chỉ đi từ những vùng đất này sang vùng đất khác và tiêu thụ những cái lương thực mà thiên nhiên ban tặng. Thiên nhiên hay là trong văn hóa của họ, họ gọi là ao chưa là dịch đúng tên là ông trời. Yeah, ông trời cho ban hóa họ ban cho người thực. Rồi bây giờ trở lại với cái nhóm cây mắm mình đi. Cảm ơn. Thì bây giờ làm sao để tiếp xúc được hai anh cha, liên lạc như thế nào và khi nào thì vì hai cha rất là bận rộn, không biết là booking như thế nào để mà tới giúp đây, từ một nhóm, từ một hội đoàn, một giáo xứ, làm sao đây thưa hai cha? Vâng, thì chúng tôi cha nhóm cây mắm của hai cha, cha Hùng Cường và tôi, chúng tôi có sinh hoạt ở trên Facebook. Cả cha Hùng Cường và tôi đều sử dụng Facebook là cái nơi để mà giao truyền lời Chúa. Thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua trang Facebook của Linh Mục Nguyễn Hùng Cường và riêng tôi là trang Facebook của Linh Mục Mike hay là Michael Quang Nguyễn. Và cũng có thể quý vị có thể liên lạc với trong email với cha Nguyễn Hùng Cường hoặc tôi. Cái email Tin Vui Media sẽ cung cấp cho quý vị sau. Dạ vâng. Thì đó là liên lạc với cả hai cha dạ, cùng vâng. Địa chỉ phải không ạ? Dạ vâng, ai vâng, cũng được. Thì hiện giờ thí dụ như cái đề tài là thường do cái người mời đề nghị ra hay là hai cha đề nghị? Dạ, thưa anh thì tùy ở dĩ nhiên là tùy linh mục hoặc là linh mục chánh xứ hoặc là linh mục quản nhiệm hoặc là cái nhóm ấy, dạ, cái nhu cầu cần thiết của nhóm. Dạ, thì họ có thể đưa đề tài và anh em chúng tôi chia sẻ. Hoặc là cha xứ dễ dãi thì nói quý cha chọn đề tài và đến thì nói về dạ, dạ, tìm ra cái mùa mục vụ đó. Dạ vâng, đúng vậy. Oh, hay quá. Thí dụ bây giờ con đưa một cái đề tài nó về gia đình đi, chúng con đang sống trong đời sống hôn nhân. Vâng. Thì hôn nhân của thời pandemic nó khác với cái thời trước, thấy nó chao đảo rồi, có nhiều thử thách quá, không biết là đứng vững thế nào để mà củng cố lại cái hôn nhân của mình. Thì theo cha đây là một cái đề nghị đột ngột đấy cha. Vâng thưa anh và thưa quý vị, nhóm cây mắm á, chúng tôi ra đi và giao giảng về một Đức Giê-xu bị đóng đinh. Và chúng ta biết Đức Giê-xu trong cái nghĩa là Ngài là một nhà truyền giáo. Theo như Công đồng Vatican II, Đức Giê-xu là nhà truyền giáo đầu tiên của dòng lịch sử ơn cứu độ. Thì cái tâm niệm của nhóm cây mắm là chúng tôi ra đi và chỉ giao giảng về một Đức Giê-xu đóng đinh. Và trong tâm tình đó là một Đức Giê-xu trong một ý nghĩa của bối cảnh Việt Nam là một Đức Giê-xu cây mắm. Thì trong trường hợp này thưa anh, nếu mà nhóm mình vừa mới được mời các sư dòng Paulo The Church dạ, trên Michigan mời cho một tuần giảng phòng, thì chủ đề nhóm cây mắm vừa trình bày với các sư tuần phòng đó là truyền giáo học trong ngày hôm nay, và cái tựa là xuất gia truyền giáo trong ngày hôm nay. Xuất gia truyền giáo trong ngày hôm nay. Thì mỗi một ngày có một chủ đề. Riêng anh thì anh hỏi về cái chủ đề nếu mà gia đình trong ngày hôm nay, dạ, cái thời hậu Covid, dạ, thì cái nó là một cái chủ đề nó cũng cần phải được mang nó xuống. Dạ, hậu Covid sẽ bàn về vấn đề gì? Đúng rồi. Và thì hậu Covid nó là một cái đề tài khá chung. Thì thưa anh, mình phải đưa xuống một cái đề tài hậu Covid như thế nào? Dạ vậy. Ví dụ như con đưa một vài cái khía cạnh nhỏ, tại vì cũng hơi đột ngột không đưa ra cái vấn đề để cha cha có một cái sự phân tích, nhưng con thí dụ như vậy thôi. Thì như vậy thì với cái đề tài như thế, sự phối hợp của hai cha nó như thế nào để chúng con có một cái khái niệm, một cái mường tượng rõ nét hơn thì dạ. Tôi trình bày để anh Ngọc Triệu hiểu. Dạ. Cái đời sống của chúng ta luôn luôn thay đổi. Dạ vậy. Nhưng mà cái tin mừng của Đức Kitô thì không bao giờ thay đổi. Dạ vậy. Và chúng ta luôn luôn, nếu mà trường hợp hai anh em chúng tôi đi rao giảng về cái tình trạng hôn nhân sau Covid, đại dịch ấy, dạ vâng, sau Covid, thì như cha chúng tôi vừa nói là vẫn luôn luôn lấy cái nguồn từ Đức Kitô, lấy những lời dạy của Ngài, lấy những cái việc Ngài đã làm, những lời Ngài đã dạy, và dựa trên đó để soi rọi vào những cái vấn đề cụ thể của mỗi người chúng ta. Yeah. Và dựa trên cái lời dạy của Đức Kitô, dựa trên những cái lời dạy cũng như là luật của Đức Kitô và sự khôn ngoan của Ngài trong lời của Ngài, thì nhờ cái sự soi rọi đó vào từng cái chi tiết cụ thể của đời sống chúng ta, yeah, thì hy vọng là chúng ta sẽ tìm ra một cái con đường hay một cái giải pháp nào đó
để mà chúng ta giải quyết được cái những cái vấn đề cụ thể từng thời một anh ạ. Chứ nếu mà lời Chúa là lời sống động mà, chứ không phải là cái lời ấy được in ở trên tờ giấy, mà nó phải sống động ở trong cuộc đời của chúng ta, cũng như là trong cái cách chúng ta áp dụng lời Chúa vào những cái từng cái đời sống cụ thể anh ạ. Dạ vâng, cảm ơn cha. Thì đề tài thì hơi đột ngột, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta nếu đưa ra narrow down xuống, đưa ra một cái đề tài nó cụ thể, thì lúc đó hai cha sẽ có những cái phương hướng. Mà con tin, bởi vì dựa vào Chúa Giêsu thì 2000 năm nay rồi vẫn chưa mòn mỏi và chưa có bị mất mát đi đâu hết, và vẫn là những lời dạy rất là sống động. Từ gia đình, từ xã hội, chúng ta đều lấy từ lời Chúa hết. Con này con cũng có một cái cảm nghiệm về cái điều này. Thưa quý vị khán thính giả, như vậy thì khi có nhu cầu, quý vị là những người đang lãnh đạo trong giáo xứ, lãnh đạo trong một hội đoàn, thì xin liên lạc với những địa chỉ chúng tôi gửi đến ở dưới phần của màn ảnh, và hai cha sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi mà có điều kiện và chúng ta phối hợp được với nhau để mà giúp ích cho vấn đề tín lý ngày nay. Tôi nghĩ là song kiếm hợp bích này ngon lành lắm. Thì thành ra nó sẽ giúp ích cho vấn đề tâm linh của chúng ta. Ngày nay tìm được một món ăn tinh thần, một đường lối để đi đến gần với Chúa hơn là một cái điều rất là cần thiết. Cũng con xin cảm ơn hai cha đã đến với TV Media và mở ra chúng con một cái nhìn mới về cái tạm gọi là những cái linh hướng, linh thao trong đời sống của mình để hướng về với Chúa. Và căn bản như cha nói vẫn là cái mắm nguyên thủy đầu tiên của Chúa Giêsu bao ạ. Như thế thì đây là một cái cơ hội để mà TV Media giới thiệu đến cho nhiều người, cho nhiều hội đoàn, nhiều các nhà dòng nữa là có thể mời hai cha đến để với một phương thức mới này, biết đâu cái môn võ này nó thành công. Con xin cầu nguyện và chúc mừng trước. Dạ vâng. Lời cuối xin nhường cho hai cha. Dạ vâng, trước hết là xin cảm ơn anh Ngọc Triệu cũng như là Tin Vui Media đã nhã ý và cho chúng tôi có thời gian để trình bày về nhóm cây mắm. Xin chào anh Ngọc Triệu cũng như là cảm ơn Tin Vui Media rất là nhiều. Cũng không quên gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị một tuần lễ thật bình an và ân sủng. Vâng, xin cảm ơn anh Ngọc Triệu và cảm ơn quý vị khán thính giả luôn luôn cầu nguyện cho nhóm Cây Mắm và tiếp tục cầu nguyện cho nhóm để trở thành những chứng nhân tin mừng. Chúng ta ra đi rao giảng và Đức Giêsu bị đóng đinh cho trần thế bớt lấm lem. Cảm ơn hai cha và cảm ơn quý vị khán thính giả đã bỏ thời gian theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin kính hẹn quý vị vào một chương trình khác. Chúa xanh bước với con khi con buồn phiền lòng bâng khuâng. Chúa xanh bước với con khi con thất bại trong cuộc sống. Chúa xanh bước với con khi con yêu đời lòng hân hoan. Chúa xanh bước với con cho đời thương yêu con. Chúa xanh bước với con khi con thất bại đời chua cay. Chúa xanh bước với con khi con vui mừng thành công đến. Chúa xanh bước với con trao ban tin đồng ngàn yêu thương. Chúa xanh nuôi với con sống một đời người tình cao siêu. Chúa đã xanh bước với con